Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Đau quá bác sĩ ơi, chết em rồi bác sĩ ơi, đau quá bác sĩ ơi. Trời ơi, em đau quá, nhức quá bác sĩ ơi. Nó đó. Trời ơi, cái lỗ của em làm như bây giờ nó thông xuống cái bao tử rồi bác sĩ ơi. Nó chạy qua cái gan, đưa lên con mắt rồi. Bây giờ em không có thấy gì nữa. Em không thấy gì nữa bác sĩ ơi. Đụng vô đây một cái là sáng mắt liền luôn á. Mẹ, giả tứ chèo quá. Cô của em đi bác sĩ em... Nó đó. Dạ. Cô em... Chào anh Công Công. Dạ không, Công Công là thằng em của em. Em Công Hàm. Nguyễn Công Hàm. Công Hàm. Dạ. Công nhận ba má anh đặt một tên rất là ý nghĩa. Dạ. Tôi mừng quá. Anh này tới tôi quá mừng. Ôi bác sĩ ơi, mọi ngày bác sĩ ít có cười lắm. Nên sao hôm nay bác sĩ làm gì mà cười dữ vậy bác sĩ? Anh không nghe thi sĩ Xuân Diệu viết hả? Viết gì bác sĩ? Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi cười không hiểu gì sao tôi cười. Mấy cái thằng là tự nhiên nó cười mà nó không hiểu gì sao nó cười, nó bị khùng á. Khùng á? Có câu thơ này tặng luôn cho bác sĩ. Sao? Đẹp trai mà lại bị khùng, bị khùng mới tưởng mình là đẹp trai. Hay, tôi thích những người làm thơ vậy. Ôm hoài vậy hả bác sĩ? Thôi cứu liền em đi. Chửi, đau quá. Thôi, tôi giờ chửi. Thôi đi anh, ở đây nè. Tệ lên bác sĩ ơi. Cô y tá. Dạ. Ra ngoài khóa trái cửa lại. Dạ. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Dạ. Bất cứ ai tới cũng đều kêu đi về. Hôm nay tôi muốn dành hết thời giờ của tôi để tôi tiếp bệnh nhân Nguyễn Công Hàm. Yên tâm đi, một con kiến cũng có lọt qua được. Viện này là chuyện của em mà. Em cảm ơn bác sĩ. Có cái lỗ của em thôi mà hai người làm trịnh trọng quá. Em làm em thích dễ sợ luôn vậy đó. Chữa bệnh mà có cái tâm dễ sợ. Chứ sao? Em cảm động lắm. Dạ. Tôi còn cảm động hơn anh nữa mà. Dạ. Bữa nay mà anh tới đây là tôi mừng hơn trúng số nữa đó. Dạ. Nhưng mà trước khi chữa đó. Dạ. Tôi muốn hỏi ý kiến anh một chuyện. Bác sĩ muốn hỏi ý kiến em. À. Bác sĩ tìm đúng người rồi. Xin giới thiệu với bác sĩ. Em biệt danh là chính biết. Ừ. Cái gì em cũng biết đó. Chỉ có biết điều là em không biết thôi. Nói nè bác sĩ nghe này đừng có buồn. Những người trong giới y khoa như bác sĩ vậy đó, chỉ có giỏi chuyên môn thôi, chứ ở ngoài đời không có biết cái gì hết đó. Không có giống như em, cái gì em cũng biết. You là know nothing. Me, I know everything. Bây giờ nè, tình tiền tù tội nè, bác sĩ muốn cái gì hỏi đi, em cố vấn cho. Thấy cái mặt đau khổ vậy chắc hỏi tình rồi. Vợ bỏ phải không? Không phải. Mỗi tuần trung bình tôi nhổ 10 cái răng. Một năm là 540 cái. 20 năm hành nghề là 10.800 cái răng. Mình bỏ qua cái vụ này đi bác sĩ. Sao vậy? Cái này nó là phạm trù nghề nghiệp chuyên môn á. Em chỉ có cố vấn về tình tiền tù tội thôi. Tôi chưa có nói hết. 10.800 cái răng mà bây giờ có thằng nó dám dê vợ tôi ha. Tôi biết là nó manh tâm hốt cái đống răng đó của tôi. Trời ơi. Nó hốt 10.800 cái răng đó về nó triển lãm răng hả bác sĩ? Không phải, nó hốt cái tiền nhổ răng của tôi đó, hiểu chưa? Hốt 10.800 cái răng, vị chi là gần cả chục triệu. Thằng quỷ nào mà nó giỏi quá vậy ta? Thằng này nó còn hơn là trúng số độc đắc nữa. Chắc thằng này phải đẹp trai lắm phải không bác sĩ? Nó không đẹp trai mà nó quá xấu đi. Mà còn nó còn là bệnh nhân của tôi nữa đó. Bệnh nhân của bác sĩ? Thằng này ung thư gan chắc luôn. Sao ung thư gan? Chỉ có ung thư gan gần chết nó mới to gan dám về vợ nha sĩ thôi. Mà em nói bác sĩ nghe, em nhìn bác sĩ vậy em tội nghiệp bác sĩ lắm. Cái gì? Thấy thương bác sĩ dễ sợ. Cứ suốt ngày lo chuyên môn riết rồi đó, đó coi là đó. Bây giờ không có luyện tập cơ thể gì hết, để già cả ốm yếu đi, đúng không? Bồ lon con tán bây giờ treo lủng lẳng toàn ten chứ có làm ăn gì vậy đâu. Nói nghe, vợ của bác sĩ tuổi này là tuổi gì? Tuổi gì? Tuổi hồi xuân. Gặp mấy cái thằng phi công trẻ đó, nó sung sức, nó biết kiêu thức, nó biết ga lăng, lịch sự. Nó đưa đi ăn uống, rồi nó mở cửa xe, nó đưa vô nhà băng, nó hốt đống tiền về đưa cho nó, rồi nó bế về nhà, để lên đầu, bưng đi tắm. Bà cha nó chịu sao nổi bác sĩ? Chịu sao nổi? Không,
có nhiều cảnh sau đó còn ghê gớm hơn nữa mà em không dám tả nữa, tại em thấy cái mặt bác sĩ sệ quá, tội nghiệp quá. Vậy theo anh, tôi sẽ làm gì? Bình tĩnh bác sĩ, bình tĩnh, mình nóng nảy lắm nó hại não. Để đó em, chính biết mà, I know everything. Bây giờ nè, em cố vấn cho bác sĩ, bác sĩ phải làm sao dụ cái thằng đó nó tới đây, ha? Rồi nó tới đây nó nhổ răng, để nó ngồi vô cái ghế này, ngồi vô, đó, ngồi vô giống như ngồi cái ghế điện vậy đó bác sĩ thấy không? Xong rồi mình đè nó xuống, mình nhổ sạch mấy cái răng không đau, cái nào đau mình để lại nha. Không có được, làm như vậy rồi nó thưa tôi mất bằng sao? Thưa sao được bà thưa, mình có ghi rõ ràng kìa, nhổ răng không đau tức là những cái nào đau mình không nhổ, mình chỉ nhổ những cái không đau thôi, làm sao mà thưa được. Hay hay, ý kiến là rất là hay. Thôi cảm ơn anh. Chính biết, chính biết, I know everything đó. Em nói bác sĩ nghe, cái này đó là mình chỉ cảnh cáo sơ sơ nó thôi. Ừ. Nếu mà bác sĩ thật sự muốn trả thù, em có chiêu này cũng độc hơn nữa. Chiêu gì? Dứt khoát không được chích thuốc tê. Không chích thuốc tê. Lấy cái dao mổ rạch hai cái nú nó ra, lấy hai hàm răng để ra ngoài cho em. Trời ơi, tưởng tượng đi, đẹp trai cỡ như em mà không có hai hàm răng, cà cà tắt chài, cà 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 vô nó nhọt chết. Đàn bà ấy nó bỏ chạy liền. Trời ơi, vợ bác sĩ sẽ về vậy bác sĩ? Không, tại vì ông bà mình có câu sao, cái răng cái tóc là gốc của con người, không có gốc làm sao nó làm con người. Đúng không? Anh nói rất đúng. Đúng. Cảm ơn anh. Em chính biết mà. Anh chẳng những là một cố vấn giỏi, mà anh còn diễn kịch giỏi hơn nữa. Trời ơi. Anh làm như anh không biết chuyện gì xảy ra. Không có biết chuyện gì đâu. Anh không biết thiệt à? Dạ em không biết chuyện gì vậy chị. Ông này ông hay lắm, Quỳnh Công Hàm rất là hay, anh rất là hay. Cái mặt của anh nó gọi là poker face. Ừ, cái mặt này lắm. Tôi thích đánh poker. Trời ơi, Hương Thủy Kỳ Duyên rủ đánh hoài. Thích đánh lắm phải không? Ừ. Vô cuộc à, giao cuộc. Vô đi. Dạ. Làm liền. Đau quá. Đây, anh ngồi xuống đây. Lẹ bác sĩ, 4 phút 59 rồi. Qua 5 phút là em chết đó bác sĩ. Đồng nghề đâu bác? Dạ. Lấy cho tôi đồng nghề. Đau quá. Đây. Dạ đây. Dạ, đây, để lấy lên. Đây làm việc có tầm quá ta. Cái lỗ nó sâu lắm đó nha bác sĩ. À. À. Oh yeah. Trời ơi. Hai người làm như là coi phim ba ác chứ trời. À, vậy anh, bác sĩ. Anh muốn bà ác chi gì? Hả? Có. Phục lại. Gì vậy? Bác sĩ. Em chỉ có sửa nhổ răng thôi, đâu phải là tra tấn tù nhân đâu bác sĩ. Đâu có tra tấn gì đâu. Tôi chỉ chuẩn bị chữa răng cho anh thôi mà. Cái gì vậy? Ừ? Bác sĩ làm gì nhìn em đắm đuối vậy bác sĩ? Luật hôn nhân đồng tính nó mới vừa ban hành thôi mà. Đâu có cần ác phê lẹ dữ vậy. Không lẽ bác sĩ thay đổi giới tính rồi hả? Không, tôi thay đổi rồi đó. Hả? Bác sĩ ơi, nhưng mà em thẳng. Tôi biết anh thẳng mà. Em thẳng. Miễn cưỡng mới đem lại hạnh phúc đó bác sĩ. Được, rồi anh sẽ thấy hạnh phúc. Dạ. Yeah. Nước. Dạ. Yeah. Cái gì đây? Trời ơi. Đi nhổ răng mình phải đi ăn coffee đâu. Trời ơi. Bác sĩ này công nhận tiết kiệm tiền dễ sợ luôn. Cái gì vậy? Bác sĩ ơi, bác sĩ. Cái này bình thuốc rầy mà bác sĩ. Nó đó. Hả? À, miệng ra. Bác sĩ ơi. Cái gì? Em bị sâu răng chứ không có sâu rầy bác sĩ. Sâu nào cũng chữa được hết. Hả? À, miệng ra. Bắp, bắp, bắp. Ao. Bắp. Cái gì vậy? Điện thoại tôi đâu? Ren rồi phải không? Dạ, điện thoại. Để tôi đưa ra. Túi này có bác sĩ nè. À. Dạ. Bác sĩ ơi, cái gì vậy bác sĩ? Hả? Ôi, mình... Ê! Ai? Trời ơi! Bác sĩ ơi, xịt tôi đây chết con sâu đo bác sĩ ơi! Đâu? Xin lỗi. Trời ơi! Ông xách tầm bậy tầm bạ, người ta tưởng tôi đáy dầm chắc trời! Gì vậy trời? Dạ. Không còn. Hả? Không còn. Thôi tôi cái kẹt.
Ra đây. Ừ. Cái gì vậy? Hôm nay nhổ răng sắp à. Rồi cái miệng này chắc bỏ cả ký bông gòn đó bác sĩ. Yên tâm. Dạ. Có 5-6 ký lần mà. Dạ. Hả miệng ra. Hả miệng ra. Nè, tôi nói cho anh nghe, không có cái nghề nào mà căng thẳng bằng cái nghề nha sĩ hết trơn á. Bác sĩ gặp bệnh nhân á thì chỉ nói sơ sơ rồi bác sĩ viết toa. Còn tôi gặp là phải làm. Khổ lắm mình biết không? Thấy không? Đau răng, nhức răng, chân răng bị ngứa, răng vàng, tới thì kiếm nha sĩ hết. Tôi khổ lắm. Tám răng là niềng răng nè, thấy không? Đủ thứ tối ngày thấy toàn răng. Về nằm mơ cũng thấy răng. Cho nên tôi bị dễ bị nổi điên lắm. Lâu lắm bác sĩ ơi, dạy cho lẹ nè. Rồi đó, rồi đứng yên đi. Vô phước cái thằng nào ngồi trước cái mặt nha sĩ mà nổi nổi điên. Đừng có chống cự, lát chết bây giờ. Trời ơi, gõ mà nó gãy vậy chắc quanh banh hàm con nhỏ quá. Nhổ trước đi bác, nhổ từ cái trước. Dạ. Dạ bác sĩ, cái kìm này em bữa nhổ cho gót quốc. Hãy khoan trước. Được rồi. Dạ. Cô nhắc tôi mới nhớ. Dạ, để em. Trời ơi, người làm gì khóa cửa? Anh ơi, anh làm cái gì vậy? Mấy người làm cái gì vậy? Trời ơi, đi ra coi cô. Anh ơi, trời ơi, anh ơi. Ủa anh Hàm, trời ơi, ướt hết lấy khăn chậm. Cô ơi, anh Hàm ơi, có sao anh Hàm ơi? Nè, khăn là bác sĩ. Trời ơi, ướt trời ơi, chậm ngay bùng binh quận nhất luôn rồi. Trời đất ơi. Trời ơi, nó bác sĩ đó, bác sĩ ơi. Cái gì vậy? Tôi chết rồi. Tôi còn sống hay tôi đã chết? Còn sống. Đây là đâu? Đây là đâu? Hàm ơi, thiên đàng hay địa ngục? Tán tôi bạc tay coi. Thấy trắng trắng thấy thiên thần là biết thiên đàng rồi. Tán bạc tay coi. Tán bạc tay nữa. Mở ra cho người ta. Trời ơi. Cần em đạp vô mặt cho tỉnh không? Khỏi. Đau quá là tôi biết tôi còn sống rồi. Mừng quá tôi còn sống rồi. Trời ơi. Ôi cái hàng rào chỗ cho tôi đuổi đó. Buồn ra. Em quá. Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Anh á. Ai cho em mồm đó? Anh đi vô trong, anh Hàm ơi, anh vô trong. Anh vô trong anh rửa mặt cho tỉnh táo nha, tôi xin lỗi anh. Sao cô đưa đi vô trong. Ừ, anh đi vô trong anh rửa mặt cho tỉnh táo. Đường này là thiên đàng nè anh. Ừ, đường này là địa ngục, đường này thiên đàng. Trời ơi anh làm cái gì vậy anh? Còn hỏi nữa hả? Đừng giả bộ ngây thơ nghe chưa. Em giả bộ cái gì chứ? Anh bữa nay anh ghê gớm dễ sợ luôn, bà gan quá. Bà dám hẹn tình địch ở đây. Tôi hẹn tình địch là ai? Tình của bà, địch của ổng. Trời, ai tên ai địch? Tôi đâu biết ai địch ai. Trời ơi, cô ấy nha. Tôi sao rồi Tết? Bà hẹn họ ở đây nè, anh ra ông bác sĩ mới làm vậy á. Hẹn họ ai? Hẹn họ ông Nguyễn Công Hàm. Rồi tôi hẹn ông Hàm, tôi đâu có chối đâu. Trời đất ơi. Cái gì? Trời ơi, ông nha sĩ thấy chưa? Hẹn họ, hẹn trai mà không có chối. Em nói rồi, lấy em chịu. Em không hẹn ai đâu nè, lấy em đi. Anh, im đi. Em hẹn anh Hàm mấy tháng nay. Sao? Hẹn mấy tháng? Hẹn một tháng là banh xác rồi. Hẹn mấy tháng, thằng quỷ nó có cái bàn nào thấy khủng khiếp không? Hẹn mấy tháng là nó bào tới cùi. Trời ơi, anh nè, anh Hàm á là chuyên gia địa ốc uy tín, cho nên em nhờ anh tìm một căn nhà ở biển yên tĩnh. Hả? Trời ơi, nhổ bao nhiêu cái răng bây giờ vợ lấy mua nhà ở với trai, mà trai trẻ nữa mới chết. Trời ơi, thì ra được nó lấy hết tiền riêng một tôi để mua nhà cho nó đúng không? Em mua nhà cho anh. Cái gì? Cho tôi. Em lấy tiền em đao tiền nhà, tại vì 2 tháng nữa là sinh nhật 50 tuổi của anh rồi, anh biết không? Dạ khoan bà bác sĩ, cho em quay lại em nhìn. 50 đấy hả? Quay lại đi nhìn như sáu mấy 70 vậy cha. Sẽ dữ vậy, cắn lên, tao mua nhà cho ông kìa, cắn lên. Anh á, em tính á là cho anh nghỉ hưu sớm, hoặc một tuần anh làm 2 buổi thôi. Tại vì nghề bác sĩ á, 70 tuổi còn làm được. Còn ngành nha sĩ như anh á, lớn tuổi một chút là rung tay rồi. Làm sao mà nhổ răng cho người ta được? Dạ đúng rồi đó. Dạo này nha sĩ cũng rung dữ lắm. Bữa ông nhổ cho em 4 cái mà ông nhổ lộn thành 5 luôn á. Đó, anh thấy chưa? Tới chừng lúc đó đó là hai chồng mình có một căn nhà tại biển mà nghỉ dưỡng. Bây giờ anh làm hư chuyện của em, mất mặt anh là mất mặt em luôn nữa rồi đó. Mất mặt tôi luôn. Cô á nha, cô nói ra nó vô về chồng tôi như vậy nè. Em không có nói, em đâu có nói gì đâu, em chỉ có suối thôi à. Em biết gì đâu nói. Trời ơi, đi vô coi người ta làm sao, dẫn ra đây coi. Anh Hàm, anh có sao không anh Hàm?
Anh Hàm ơi, anh đừng có buồn, có gì em hiến thân đền đáp cho anh. Tôi đi bà nội. Trời ơi, thấy trai đẹp cái tùm tướp nhân cướp vậy à. Chân ngắn có hạn, thủ đoạn bao la là cô á. Cô á, bây giờ còn phải đi thẳng tới viện viện chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Thanh Hằng Beauty Medi. Chứ dạ. Cô tút lại đi, qua mai tôi suy nghĩ lại. Anh Hàm ơi, tôi xin lỗi anh đừng có giận nha anh Hàm. Xin lỗi cái gì? Cô đó, vì giúp cho cô mua căn nhà mà xích xúc tới tôi mất mạng, cô thấy không? Bây giờ cái tiền quê ông tôi phải lấy đầy đủ. Nói thiệt rồi, bực mình. Tôi là công hàm mà, chồng cô xích xúc xuống làm tôi còn cái hàm không mà. Thôi mà anh Hàm, anh đừng có giận. Tại vì tôi nóng nảy quá, tôi ghen thầm bậy, tôi hiểu lầm, xin lỗi anh nha. Anh hỏi phải bỏ qua giùm. Em à, em đừng có giận anh nha. Giận anh sao không giận? Hai vợ chồng 20 năm sống chung với nhau rồi mà anh còn nghi ngờ em nữa. Anh biết là em thương anh lắm không? Biết. Luôn cả cái tính mà lười thay đồ của anh em còn thương. Chịu cái mùi chua của anh 20 năm rồi em còn chịu mà. Em chịu 19 năm rồi đó. Chua dễ sợ. Vậy mai nghỉ đi. Dạ không, mai hửi tiếp, đừng đuổi em. Ừ. Mai hửi tiếp yên tâm. Nhân viên của anh này vậy đó. Đó, không phải hở chút cái là mình bỏ nhau. Bởi vì ông bà xưa mình có câu là chim quyên ăn trái nhãn lòng, lia thiêu quen chậu, vợ chồng quen hơi. Đây á là nét đẹp Á Đông đó. Anh biết mà. Thôi anh xin lỗi nha, đừng có giận. Nhưng mà anh tức. Anh vẫn còn tức một chuyện. Tức cái gì? Hồi đó vợ không bao giờ em giấu anh cái chuyện gì. Bữa đó em nhắn tin em lén lút ở trong nhà bếp, em làm vậy là sao? Trời anh ơi, em mà có tình ý gì em đâu có để điện thoại khơi khơi cho anh thấy. Người ta bây giờ đàn ông hay đàn bà mà có ngoại tình phải có hai cái cell phone. Một cái là để xài bình thường, còn cái thứ hai á để thách chứ gọi cho tình nhân, biết không? Bây giờ em có một cái à. Chừng nào em có hai cái á, lúc đó đó. Ủa sao bà kỳ, bác sĩ kỳ kìa bác sĩ. Tôi có sáu cái mà sao cũng chưa có ai trơn. Nhắn xối xả, trời ơi, nhắn banh sim luôn á. Cô có 100 cái, không có ai lấy cô đâu. Nè, bây giờ em có một cái thôi ha. Chừng nào em có hai cái á, lúc đó đó anh khóc hận là vừa. Anh biết rồi. Em là chung thủy với anh mà. Điện thoại rung quá bác sĩ. Alo. Hai cái. Em nghe nè. Hai cái lấy em là vừa. Hả? Em có hai cái phone. Anh chết rồi. Anh ơi. Ê, bác sĩ, anh, bác sĩ, bác sĩ. Mua cho anh. Đó. Anh ơi, cái phone này em mua cho anh ơi, cứu. Hô hấp nhân tạo đi, phải hô hấp nhân tạo. Bắt thở rồi phải hô hấp nhân tạo thôi. Phải thoát hơi. Trời ơi, cái gì thế ghê vậy? Cứu bác sĩ. Rồi, hơi tỉnh liền. Vô nghe cái hơi tỉnh rồi. Chết tôi.